Sao vẫn lạnh vậy chứ? Sao ta vẫn lạnh? Ê, sao lại uống nữa? Uống nhiều nước sẽ mau khỏe lại. Nóng chết ta rồi. Ta muốn gặp Bái Công. Không được. Có chuyện rất quan trọng muốn nói. Không được đâu. Nè, ai vậy? Chút đã. Ung sung ngoài đó. Bái Công, ở bên ngoài có một nho sinh cầu kiến. Không gặp. Ừ, dạ. Đừng, tôi tới rồi, tôi tới rồi. Vậy? Không được. Đừng, tôi tới rồi, mấy câu thôi. Chị nói mấy câu thôi. Ông muốn làm gì? À. Nho sinh Cao Dương, Ly Thực Kỳ, Bái Kiếm Bái Công. Ly Thực Kỳ. Có chuyện gì? Tôi lớn tuổi hơn ngài. Tôi tới đây là để chỉ điểm, giúp ngài phương cách diệt Bạo Tần. Ngài đó sao lại có thể trùm mền kín mít như vậy? Khi gặp một trưởng bối lại tỏ ra không lễ độ chứ. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Chỉ cho ngài cách diệt Tần. Bây giờ ta không có muốn nghe. Ta muốn đi tiểu. Ê, ta muốn đi tiểu đây. Ừ. Ê, nón của ta. Ê. Ê nè. 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 Sao ngại? Ngại. Trời. Nè. Đủ đi. Ngài. Ta nói rồi, kêu ông đừng gặp mà. Tôi chẳng phải nho sinh gì hết. Tôi là con sâu rượu Cao Dương, tới tìm con sâu rượu ở huyện Bái đó. Ông muốn làm gì chứ? Uống rượu. Đem rượu ra. Uống, uống. Cái gì? Tôi uống trước. Được. Tôi uống trước. Tôi uống rồi. Đây. Đây là của ngài đó. Ta uống được sao? Bây giờ ta đang bệnh, ta uống được sao? Hey. Hả? Uống đi. Hey, ngài đó. Không những uống rượu không được, mà đánh trận cũng không xong. Lính của ngài chưa tới được võ quan đã bị dẹp sạch rồi. Ngài coi đi. Đánh Xương Ấp không xong, quay lại đánh Lệ Thành. Hạ Lệ Thành không xong, lại quay đầu đánh Xương Ấp. Kết quả bị Trần Lưu chặn đứng. Giống như một con ruồi mất đầu, bay ồ ồ loạn xạ cả lên vậy đó. Tới lúc nào ngài mới tiến vào Đông Quan được đây hả? Ờ, ngài đó, tâm ý ngài thế nào tôi biết rõ như lòng bàn tay. Ngài đang tìm cách nào đó để có thể không đánh mà thắng chứ gì hả? Ông muốn làm gì? Tôi và quyền lệnh của Đông Lưu là bằng hữu. Tôi có thể kêu ông ấy đầu hàng. Làm sao ông có thể thuyết phục hắn đầu hàng? Hắn nghe ông sao? Tìm lợi tránh hại, bản tính của con người mà. Đại quân áp sát, có đường sống, tại sao ông ta lại phải đi đường chết? Bằng hữu của tôi hiểu rõ, tôi có thể thuyết phục được. Tại sao ông lại muốn giúp cho ta? Ly Thực Kỳ tôi đã từ nhiều đời đều là nhân sĩ Cao Dương, gia cảnh bần hàn. Từ nhỏ đã đọc sách, có tài ăn nói, tinh thông du thuyết, hiểu thuật tung hoành.
Với tài năng của Tô Tần, sự dũng cảm của Thương Dương, sao phải chịu cảnh là một tên giữ thành ở một thành trì nhỏ chứ? Bởi vậy tôi vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của một minh chủ. Ê, được rồi, đừng có nói nhiều. Làm sao ông biết tôi là minh chủ? Quân đội của ngài sau khi vào thành không phá hoại mù màng, kỷ luật nghiêm minh, không hại bá tánh. Chủ nhân của một đội quân như vậy đương nhiên là một vị vua nhân hậu rồi. Ông nói coi, ông giúp tôi thế nào? Nếu như mà ngài đồng ý tin tôi sẽ tới chỗ Trần Lưu một chuyến. Ngài thấy sao? Ông không những có gan mà còn có trí. Vậy ta xin nhờ ông vậy. Không dám. Vậy tôi đi đây. Không có tiễn xa được. Chư vị đại huynh, xin hãy uống cạn chén này. Mời. Đại huynh à, lâu ngày không gặp, sao không gửi đệ bức thư mà vội vã tới đây rồi? Bổn nguyện lẽ ra phải phái người đi đón huynh mới đúng chứ. Huynh đệ, quân sở tấn công Trường Lưu, ta tới để thăm đệ. Không biết là đối với tình hình trước mắt hiện nay đệ nghĩ thế nào? Một lời khó nói hết được. Lưu Bang tự thống lĩnh đại quân dẫn binh xuống thành. Theo ý kiến của Ngô huynh á, đệ có nên dẫn quân giúp đỡ Lưu Bang không? Nếu như vậy bá tánh toàn thành sẽ có thể yên lành rồi. Đại huynh, lời này nhất định không thể nói ra được. Nếu như đây là trên công đường, bổn quyện nhất định sẽ giết người đó. Huynh đệ, tại vì đệ, cho dù đệ muốn giết ta thì ta cũng phải nói. Đại Tần vô đạo, bá tánh không thể yên ổn. Lưu Bang thì sao? Ê, ta tận mắt nhìn thấy ông ta lệnh cho toàn quân không được quấy nhiễu dân lành, là một bậc quân tử nhân hậu. Bộ hạ ông ta không tơ hào một chút nào, cũng là bậc nhân nghĩa. Để đầu hàng ông ta, không những có thể bảo toàn tính mạng, mà các vị đây cũng có thể giữ được tính mạng của mình. Ba tánh toàn thành cũng có thể tránh được chiến tranh loạn lạc. Đừng có nói nữa. Bổn quyền là quyền lệnh Đại Tần, nhận ân điển của hoàng thượng, giữ đất giữ thành là trách nhiệm của ta. Lúc xã tắc gặp nguy nan, bổn quyền làm sao có thể tham sống sợ chết mà bán đứng triều đình. Đại quân bao vây Sinh Linh Đồ Tháng, để không nghĩ tới bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho lê dân bá tánh toàn thành này chứ. Ta quyết trung thành với Đại Tần, thề chết không hàng. Nếu như giặc tới đây, toàn thành trên dưới sẽ có một con đường duy nhất, đó là đi tới suối vàng. Để được, nếu đã như vậy, Ngô huynh chỉ có một câu muốn nói. Đại Tần sẽ vong. Đại nhân, ta nghĩ các vị đều không muốn làm việc hy sinh cho Đại Tần đúng không? Đại quân của Bái Công đã bao vây hết toàn bộ Trần Lưu rồi, muốn sống chỉ còn cách đầu hàng Bái Công. Ông hãy nói có lý, chỉ còn cách đúng rồi thôi. Chỉ còn cách như vậy thôi. Đúng rồi, chỉ còn cách như vậy thôi. Cũng phải đó. Vào thời khắc này, một cảm giác rất phức tạp lần đầu tiên phát sinh trong lòng Lưu Bang. Giết hay không giết, không ngờ lại khác nhau tới vậy. Một ý niệm cơ bản muốn cứu lấy tính mạng của nhân dân đã bắt đầu manh nha từ đây. Ông dùng tình bằng thượng để giết người cũng là một cách hay đó hả? Ta dùng cái chết của một mình hắn ta rồi lấy tính mạng của dân trong thành là chính nghĩa. Bằng hữu của ta với Cửu Tuyền cũng sẽ cảm thấy an ủi. Chúng ta cứ phải trốn tránh khắp nơi như vậy cũng không phải chuyện tốt đâu. Nếu chúng ta không có lương thảo,
cũng không có lính. Nếu như đối mặt giao tranh với Hạng Vũ, e là sẽ chết chắc thôi. Đại Dương, vậy tại sao chúng ta không tới nước Tề nhờ họ giúp đỡ cho mình? Nước Tề? Đúng vậy. Đạo lý môi hở răng lạnh chắc là Tề Dương cũng sẽ hiểu. Nếu như Hạng Vũ đánh xong, chúng ta sẽ quay đầu để đánh nước Tề ngay. Vì vậy, tốt nhất chúng ta nhân cơ hội này đi đàm phán với nước Tề, tạo thành liên minh, cùng nhau đối phó với một kẻ địch là Hạng Vũ. Cách này cũng đúng là cách tốt. Ông có nắm chắc hay không? Tể tướng của nước Tề Điềm Hoành cũng là tín đồ nhà Nho, chắc chắn là ông mới biết tôi. Tôi sẽ dùng cách không cần đánh mà chỉ dùng ba tấc lưỡi này đi thuyết phục ông ấy. Nghe có vẻ cũng là một cách hay đó. Nếu có thể nghị hòa thì đúng là chuyện tốt. Nhưng mà ta đã gửi binh lệnh tấn công Tề cho Hàn Tín rồi. Hàn Tôn Quân trước mắt chỉ có 2.000 nhân mã thôi. Nước Tề là một nước lớn, 2.000 nhân mã đây là lấy trứng chọi với đá đó. Nước Tề có hơn 70 thành trì, cho dù chúng ta cử 30 vạn đại quân cũng phải mất thời gian hơn một năm trời mới có thể bình định. Đúng thật là như vậy. Thôi được, chúng ta bàn bạc lại cho thật kỹ đi. Được. Tử Phong à, có người Lý Thực Kỳ đó hả? Ta cảm thấy tầm nhìn của ông ấy rất độc đáo. Ai mà ngờ được năm xưa phải chạy trốn tán loạn khắp nơi, còn bây giờ đã trở thành người tranh đoạt thiên hạ rồi. Chỉ có ông ấy thôi. Đúng vậy, tôi cũng nghe mọi người nói ông ấy thích hiến kế. Đúng vậy, nhưng mà ông ấy hiến kế cho ta là chuyện tốt mà. Ta muốn hiền sĩ trong thiên hạ biết lưu quý ta là người chịu lắng nghe. Cho dù là kế sách ngu xuẩn cỡ nào, nhưng mà chỉ cần tốt cho nhà Hán ta thì ta sẽ nghe theo lời của họ, cho dù đó là sai. Hán Dương, tôi không thể không nhắc nhở ngài. Bây giờ Hàn Tín đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công Tề. Vào lúc này cử Ly đại nhân đi e là rất nguy hiểm đó. Không phải ta cử ông ấy đi, là tự ông ấy yêu cầu đi thôi. Ông ấy có về được hay không thì phải coi số mạng rồi. Đại nhân trông có vẻ rất vui mừng. Đúng vậy, Trâu là vùng đất mà Khổng Tử được sinh ra, Trâu là nơi mà Mạnh Tử được sinh ra đời. Chúng ta sắp đi tới là đất nước của thánh nhân và hiền nhân, sao ta có thể không vui chứ. Nghe nói sứ giả tới Tề Dương là ngài, đặc biệt đã cho lệnh thông hành, nói quản giả quân ngài là sứ giả tôn quý, nếu gặp được xe ngựa của ngài đều phải hạ vũ khí xuống cho ngài đi qua. Được lắm, không hổ là đất nước của thánh nhân. Lần này đại nhân đi sứ chắc chắn mã đáo thành công. Đúng vậy, ta có chuẩn bị mà tới, nhất định có thể mã đáo thành công, sẽ không phụ sứ mệnh. Đây, chuyện này là như thế nào? Đại nhân là sứ giả của Hán Dương, sao lại không biết xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người đều biết rõ Hàn Tín sắp tấn công, chúng tôi đương nhiên sẵn sàng nghênh chiến rồi. Chuyện này đương nhiên là tao biết, nhưng mà tin tức của các ngươi lỗi thời rồi. Lỗi thời? Không phải chứ, nửa tháng trước chúng tôi mới nhận được tin tức Hàn Tín đã cho lính xuất chinh rồi. Cho nên các ngươi bày trận để nghênh chiến sao? Đúng, không sai. Nước Tề chúng tôi đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần Hàn Tín dám tới, chúng tôi nhất định cho hắn toàn quân bị tiêu diệt. Ta là sứ giả của Hán Dương, là đại diện toàn quyền,
ta tới đây để mang hòa bình cho nước Tề. Ông mang tới hòa bình? Không sai. Mời Lý tiên sinh. Ta phụng mệnh lệnh của Hán Dương tới đây để hòa giải. Trong sách có viết, đi sứ ngàn dặm không phụ lệnh vua. Giống như tiên sinh đây có thể đảm đương sứ mệnh quan vinh như vậy, e là khắp các sử thư cũng rất khó tìm được. Điền tướng quá khen rồi. Tại hạ chẳng qua là một thư sinh, lần này tới đây muốn nói về suy nghĩ của hai nước. Tại hạ cho rằng giữa các nước với nhau không phải dựa vào lợi ích mà dựa vào đạo nghĩa liên kết cùng với nhau. Nếu như có thể bỏ lợi ích vì nghĩa, có thể biến chiến tranh thành hòa bình, thì ta hoàn thành nhiệm vụ lần này để thực hiện lý tưởng chân chính của một nho gia. Lý tiên sinh nói rất đúng, nói rất đúng. Được, bây giờ ta đưa Lý tiên sinh tới dịch quán nghỉ ngơi. Mời. 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 Mời tiên sinh. Được. Mời. Trời ơi, dịch quán của các ngài thật sự là đẹp quá đi. Cho dù là kiểu dáng xây dựng ở bên ngoài hay là đồ dùng để bài trí ở bên trong nhà đều giống như trong hoàng cung vậy. Tiên sinh, ngài ở lại đây tắm rửa sạch sẽ bụi bặm rồi thay quần áo đi. Tối nay Tề Dương sẽ đích thân bày tiệc rượu chiêu đãi Lý tiên sinh. Trời ơi, khách sáo quá rồi. Tiên sinh nghỉ ngơi. Được. Mặc dù Tề Dương chưa tới, nhưng từ dưới điện quành trở xuống, tất cả nhân vật trưởng quản thực quyền của nước Tề đều tới tiếp đãi. Các tùy viên Lý tiên sinh đưa tới quan sử phụ trách các công việc cụ thể đều căn cứ vào cấp bậc cao thấp. Nước Tề đã cử các quan viên tương ứng đến tổ chức yến tiệc ở nhiều nơi khác nhau, và bữa tiệc kéo dài 3 ngày liên tiếp. Ngày mai Lý tiên sinh sẽ diện kiến Tề Dương. Thưa Tề Dương tôn kính, nước Tề phồn vinh hưng thịnh, nhưng mà nếu như có thể biết thiên hạ thuộc về nơi nào thì nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nếu không, cho dù có hàng triệu bậc thầy ưu tú phò tá thì cũng khó nói rằng sẽ an toàn. Tiên sinh, nếu vậy ông cho rằng thiên hạ nên thuộc về nơi nào? Đương nhiên thuộc về Hán. Mời tiên sinh ngồi. Đa tạ. Vì lợi ích của nước Tề, ông có thể đem đạo lý của ông nói cho mọi người nghe thử được không? Đúng, tiên sinh. Trên thực tế bây giờ xem ra thì Lưu Quý suy yếu, Hạng Vũ lớn mạnh. Có thể suy đoán thiên hạ thuộc về ai đã được định đoạt. Việc tới nước này, có nói Hán sẽ thắng lợi thế nào cũng chỉ là ngụy biện thôi. Nước Tề tôi tuy rằng vẫn luôn duy trì trung lập, nhưng Tề vẫn luôn nhiều lần bị nước Sở uy hiếp. Thậm chí Hạng Vũ cũng đích thân dẫn đại quân xông vào lãnh địa của nước Tề. Còn nước Tề không thể địch lại được với Sở. Với cảnh tượng đáng sợ này, từ trên xuống dưới khắp nước Tề đều đã được đích thân trải nghiệm nỗi sợ hãi và lo lắng này rồi. Nước Sở lớn mạnh như vậy, sao tiên sinh lại cho rằng nước Sở này sau cùng sẽ bại trong tay của nước Hán chứ? Đầu tiên, Hán Vũ lòng dạ hẹp hòi, không thể có được nhân tài. Thứ hai, bản tính hắn hung tàn, đã giết chết rất nhiều người, đặc biệt là sau khi giết chết Hoài Dương thì càng không được lòng dân trong thiên hạ hơn nữa. Ngược lại với hắn, Hán Dương trọng nghĩa, đối với các hiền sĩ có tấm lòng bao dung như biển cả. Vì vậy người đời đối với Hán Dương và Hạng Vũ hoàn toàn có sự kỳ vọng khác nhau. Nói về quân sự, về mặt lương thực,
Bây giờ Hán Dương chiếm ưu thế tuyệt đối, kho lương của nhà Tần đời trước đều đang nằm trong tay của Hán Dương hết. Có lý lắm. Ngược lại với Hán, về mặt lương thảo của quân sở có thể nói là thực sự rất gian nan. Bọn họ đưa các thanh niên tới tiền tuyến đánh trận, bây giờ việc vận chuyển lương thảo hoàn toàn phải dựa vào những người già xếp thành hàng dài như chữ nhất vậy, từ phương Nam xa xôi vận chuyển lương thực tới tiền tuyến. Còn Hạng Vũ thì sao? Với lương thực có thể nói là không hỏi han tới. Hắn từng tấn công vào kho lương nổi tiếng nhất của triều Tần, kho ngao. Nhưng sau đó thì sao chứ? Hắn giao hết kho lương đó cho quân đội được hình thành từ phạm nhân để trông coi. Kết quả kho lương đó lại bị Hán Dương đoạt đi mất rồi. Lê Tiên Sinh phân tích đúng thật là tinh túy, cho tại hạ và Đại Dương suy xét thêm. Được, vậy tôi xin đợi câu trả lời của Tề Dương. Hay quá ha. Hay quá. Màn nhảy múa này thật không tệ mà. Phải rồi, đây chính là một chiếc. Đây đây, mời mời. Này nè, mời. Lê Tiên Sinh, quá. Ca vũ của nước ta thế nào? Ồ, hay lắm. Quan giao của hai nước chúng ta đều dựa vào ngài. Nè, chúng ta cạn một chén. Được, được, được. Nè, 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 nè. Lê Tiên Sinh, để bày tỏ lòng thành của ta với Hán Dương, ta đã hạ lệnh rút hết binh lính ở tiền tuyến rồi. Ta đã lệnh cho các binh lính đều trở về quê nhà. Các tướng lĩnh không lâu nữa sẽ khởi hành trở về. Xin mời. Mời. Mời dùng. Tạ Tề Dương. Màn ca múa này thật là không tệ mà. Nè, rốt đi rồi, rốt đây. Phải rồi. Canh ba nửa đêm, có chuyện gì? Lúc nãy nhận được mật báo của nước Tề, đợi tới trời sáng e là làm lỡ thời cơ, nên nửa đêm tôi bẩm báo tướng quân nè. Nói đi. Tướng quân, tên Nho Sinh Ly Thực Kỳ ngài còn nhớ hay không? Mật thám cử đi nước Tề không phải nói hắn đi Lâm Tri rồi sao? Bây giờ đã tra được Ly Thực Kỳ là Hán Dương cử tới nước Tề để bàn giảng hòa. Giảng hòa? Nếu là giảng hòa, tại sao còn lệnh chúng ta xuất binh chứ? Không lẽ là kế quản binh của Hán Dương đưa ra để kéo dài thời gian? Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà mật báo nói Ly Thực Kỳ đã đạt được thỏa thuận với nước Tề, bắt tay làm hòa rồi. Ông có chắc là họ bắt tay làm hòa rồi không? Dạ. Tướng quân à, sẽ không để các binh lính ở lại đất Triệu chứ? Tướng quân. Ờ. Ngài đã đọc hết 81 lý thuyết mà tôi đưa ngài chưa? Ờ, đã xem một chút rồi. Nhưng mà nhiều tới như vậy sao? Tướng quân, trí tuệ và tài năng của ngài ngoài chiến trường thực sự là rất hiếm có đó. Nhưng mà tôi nghi ngờ cái khái niệm quyền thuật này ở trong đầu óc của ngài chắc là không hiểu gì hết đâu. Lại nói với ta đạo lý sinh tồn nữa, ta nghe mà lỗ tai muốn mọc tâm rồi nè. Nếu như suy cho cùng, Ly Thực Kỳ chẳng qua chỉ là một thư sinh thôi. Phải, ông ấy chỉ dùng ba tấc lưỡi đó thuyết phục được Tề Dương. Nhưng mà nếu như phóng đại thành tích của hắn, chẳng phải sẽ hạ thấp chiến công của tướng quân hay sao?
Nếu như công lao của tướng quân còn không bằng một chiếc lưỡi đó, vậy nhà hắn hết thuốc chữa rồi. Nếu như bây giờ tiến đánh nước Tề thì có thể cứu được hắn. Nếu không tấn công đánh Tề thì hậu quả để lại cho nhà hắn khó mà lường trước được. Chuyện này liên quan gì tới quyền thuật mà ông nói chứ? Ngài đúng là không biết gì hết về quyền thuật mà. Cái này không phải một hai câu nói thì có thể nói rõ ràng được. Bây giờ Hán Dương ngài ấy đang muốn để cho tướng quân tự mình lựa chọn. Bước cờ tiếp theo đi đúng còn đỡ. Nếu như đi sai rồi, tướng quân sẽ gặp phải quả sát thân đó. Rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Bây giờ trước mặt của tướng quân ngài đây chỉ có một con đường: hạ lệnh tấn công nước Tề. Chẳng phải Hán Dương vẫn chưa thu hồi lệnh tấn công nước Tề đó sao? Phong! Hán Dương, Hàn Tín đã xuất binh tấn công nước Tề rồi. Ta biết rồi. Ta đang tức giận vì chuyện này. Lý Thực Kỳ đã giảng hòa ở bên nước Tề, hắn lại cử binh lính đánh người ta. Chẳng phải lưu quý ta bất nhân bất nghĩa hay sao? Làm như vậy là ý gì? Cũng không thể quán trách Hàn Tín phát binh lệnh là Hán Dương người ra lệnh. Nhưng mà ta đã phát lệnh dừng đánh rồi mà. Đã không còn kịp nữa rồi. Cũng không sao, nước Tề cũng hay thay đổi thất thường, họ sẽ không coi trọng chuyện liên minh đâu. Nhưng mà Ly tiên sinh khó mà giữ được tính mạng rồi. Hán Dương, nếu như Hàn Tín bại trận thì sao? Bại trận? Giết! Đi! Đi mau đi! Nhìn cái gì? Hả? Nhìn cái gì? Chuẩn bị cho ngươi đó! Đi mau! À. Đi! Tề Dương! Tề Dương! Chuyện này là sao vậy? Tề Dương! Chuyện này là tại sao chứ? Tề Dương! Quỳ xuống! Quỳ xuống! Tề Dương, chuyện này là sao hả? Đội quân của Hàn Tín đã tiến đánh tới Dư Thành. Người tới đi lừa ta, đúng không? Không thể nào. Ta là sứ giả Hán Dương đích thân cử tới, không thể nào có chuyện như vậy. Huống hồ ta là một nho sinh, ta nói đều là nhân lễ nghĩa trí tính, sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Binh lính của Hàn Tín đang vượt sông phía tây Hoàng Hà, dùng đồng bằng không được phòng bị đã bị chiếm đóng rồi. Cái gì? Quyền lực chỉ trong vòng nửa ngày đã rơi vào tay của Hàn Tín. Không, đây đã... Tiếp theo đó, đội quân của Hàn Tín sẽ ập tới như một cơn bão, tiến gần tới Lâm Tri rồi. Lý Thực Kỳ, ngươi giỏi lắm hả? Miệng lúc nào cũng đạo đức nhân nghĩa, nhưng trong bụng ngươi là lòng lan dạ sói. Ta đúng là khó mà phản biện được. Nếu như Đại Dương đã không tin tưởng ta thì ta cũng không còn gì để nói.
Đây là quy kế nhà Hán các ngươi thông đồng từ trước. Hán Dương cử người tới để lừa gạt người tệ chúng ta buông lỏng cảnh giác. Hán tính nhân cơ hội phát động tấn công. Sứ giả Ly tiên sinh người rất hay ha. Đây đều là chuyện tốt người gây ra. Điền tướng, ông vốn là một người hiểu lý lẽ. Ông nghĩ coi, nếu ta thông đồng trước với Hán tính, bây giờ ta còn ở đây hay sao hả? Đáng lẽ trước khi hắn tấn công vào nước Tề, ta phải trốn chạy rồi. Ta sẽ không ở lại đây để mà đợi chết đâu. Cái tên khốn lừa đảo nói dối này. Ta không phải lừa đảo, ta chỉ bị lừa đảo bán đứng. Cơ nghiệp tiểu như đã thành công rồi thì bị cái tên tiểu nhân Hàn Tính đó làm hủy hoại hết. Nếu ngươi không phải là kẻ nói dối thì ngươi ngăn chặn đội quân của Hàn Tính ngăn lại cho ta. Nếu không, cái giặc lớn đựng ở trước cửa là để chuẩn bị cho ngươi đó. Diệp đã tới nước này rồi, không thể ngăn cản Hàn Tính được nữa. Sĩ có thể giết không thể nhục. Ta chỉ cầu mong được chết. Nhưng mà trước khi chết, ta muốn nói với mọi người, những gì ta nói với mọi người trước đó đều là sự thật. Ta chính là một nhân sĩ cao thượng. Hãy giết ta đi. Lôi ra ngoài, đem nấu hắn cho ta. Dạ, dạ. Đứng lên. Kéo ra ngoài. Đi, đi, mau lên. Hãy đem giết ta đi. Ta là nhân sĩ trí cao. Mau đi, đi mau đi.